Phần cuối chương trình ngày mới, mời quý vị cùng đến với thông tin giá cả thị trường. Hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị giá lúa, hồ tiêu, bưởi Đoan Hùng, heo hơi và các chương trình khuyến mãi sắp diễn ra cuối tháng này. Giá lúa gạo đang có xu hướng giảm thêm 100 đến 200 đồng một ký đối với một số giống lúa. Cụ thể các giống lúa IR, nàng hoa, lúa Nhật, OM và nếp có giá từ 5.500 đồng đến 7.500 đồng một ký. Còn giá gạo, tại các chợ, giá bán lẻ được ghi nhận tăng 1.000 đồng một ký lên 18.000 đồng đến 19.000 đồng một ký. Giá tiêu đã giảm 500 đồng một ký ở một số địa phương trọng điểm trong nước. Theo đó, mức giá cao nhất hiện là 84.500 đồng một ký, được ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu. Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông có mức giá thấp nhất là 82.000 đồng đến 83.000 đồng một ký. Thời gian gần đây, xuất hiện hàng loạt địa chỉ online rao bán chỉ 9.000 đồng đến 10.000 đồng một quả, khiến người tiêu dùng bất ngờ vì quá rẻ. Tuy nhiên, đây là loại bưởi nặng 0,3 đến 0,5 kg một quả, size nhỏ. Với loại bưởi to hơn, từ 0,6 đến 0,8 kg một quả, giá từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng. Giá heo hơi tại nhiều địa phương được điều chỉnh trái chiều trong khoảng 1 đến 3 giá. Tại miền Bắc đang ở mức 41.000 đồng đến 45.000 đồng một ký, tăng 2.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, ghi nhận mức cao nhất là 47.000 đồng một ký. Trong khi đó, khu vực miền Nam, giá heo hơi giảm xuống thấp nhất 42.000 đồng một ký. Với mức giảm khủng 50-80%, thậm chí là 0 đồng, Black Friday trở thành dịp mua sắm giảm giá lớn nhất năm. Năm nay, Black Friday 2021 rơi vào thứ Sáu ngày 26 tháng 11. Vào ngày này, nhiều cơ sở bán lẻ lớn đều mở cửa từ sáng sớm và giảm giá từ 30-40%, thậm chí giảm giá lên tới 60-80% với các mặt hàng thời trang, nội thất, điện lạnh, đồ gia dụng. Tại Việt Nam, dịp mua sắm Black Friday kéo dài trong 10 ngày, thậm chí là nửa tháng. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, đa phần cửa hàng đều khuyến khích ưu tiên giảm giá nhiều hơn cho khách mua online.